cái tâm của mình phát ra cái tín hiệu gì thì mình sẽ nhận lại cái phản hồi, vũ trụ sẽ ban cho mình cái đó đúng ý hơn. Do đó nếu như đầu năm mình lo mình bị nạn, mình sợ mình bị tai nạn, đúng không? Mình sợ mình bị cái này, mình sợ mình bị cái kia. Tại ông thầy bố cũng nói tôi vậy, lo quá thầy ơi. Tôi nói lo mới bị, không lo không bị. Nhưng mình nói mình không giải thích thì người ta không có hiểu. Nhưng mà ai càng lo cái chuyện tai nạn là người đó càng sẽ bị nhiều. Tại vì mình phát khởi cái tín hiệu mình bị tai nạn bằng cái nỗi lo của mình, cho nên vũ trụ sẽ sắp xếp mình bị nạn không biết lúc nào. Đây là cái điều mà con người ta không thể tránh được trong tư tưởng của mình, chứ không phải tự nhiên người ta mang tai nạn tới cho mình, mà là mình đã phát cái tín hiệu đó ra rồi. Ví dụ như cái suy nghĩ của mình ở đầu năm, mình nghĩ năm nay mình ngon lành. Mặc dù mình không biết mình ngon cái gì, nhưng mà tự nhiên ngủ thức dậy sáng cái ngày đầu năm, mình tự nhiên mình thấy cơ thể mình cũng khỏe, tinh thần mình sảng khoái, cái mình nghĩ những cái chuyện ngon lành không à. Đó, năm nay chúng ta sẽ thuận lợi nè, tình cảm tốt đẹp, gia đình đầm ấm hạnh phúc, công việc làm ăn nó thuận lợi, và cái định hướng kinh doanh buôn bán của mình cái gì nó cũng được phát triển hết. Rồi việc tu tập mình nó cũng sẽ đạt được nhiều hiệu quả đó. Mình ngồi mình tưởng riết những cái gì cũng đẹp không. Đó là tín hiệu đầu năm mình phát ra, yêu cầu vũ trụ sẽ mang tới. Thì chuyện đó nó sẽ lần lượt tới với mình. Cho nên đó, có nhiều người nói là tôi sợ nợ lắm thầy ơi, nhưng mà sao tôi bị nợ hoài. Mình sợ nợ hay mình chiêu nợ? Cái tín hiệu sợ nợ của mình có nghĩa là một cái câu mà từ trước giờ tôi nói rất là đơn giản là mở cửa hướng nào thì gió hướng đó thổi vào. Câu này quý vị nên nằm lòng, mà đừng bao giờ, kể từ bây giờ, đừng bao giờ phát tín hiệu xấu và lo lắng sợ hãi cho cuộc đời còn lại của mình. Phải cố gắng là gìn giữ đừng bao giờ phát tín hiệu xấu. Phát tín hiệu xấu có nghĩa là gì? Từ tâm của mình nghĩ là đi đường này thấy ghê quá, chắc có chuyện quá, đúng không? Thì rõ ràng là bữa đó mình đi có chuyện. Tại mình phát cái tín hiệu, mình chiêu cái chuyện xấu tới. Chứ giờ mình đi giữa rừng sâu núi thẳm mà mình không có phát tín hiệu xấu, mình đi rất là an ổn, của mình nghĩ trong lòng mình đi cái chỗ này mình sẽ gặp được những cái người bạn hiền, mình sẽ gặp được những cái điều tốt, gặp được người sẽ giúp đỡ mình, vân vân, thì mình sẽ gặp được những người là do cái tâm của mình chiêu cảm. Dùng cái từ của Phật pháp gọi là tâm chiêu cảm, tương ưng với cái tín hiệu mà mình phát ra, tương ưng với cái tâm của mình phát ra. Cho nên đây cũng là phải nói là một cái bí mật mà cả đời của chúng tôi. Ví dụ như bây giờ tôi muốn xây cái ngôi chùa này, mà thực sự là tôi vẽ lâu lắm rồi. Vẽ từ lúc mà tôi mới về cái chùa Long Hương rồi đó. Này phải nói thật á, tôi vẽ trong đầu tôi khi đứng miếng đất này là cái chùa, cái chánh điện làm sao, cái nhà tổ làm sao hết. Tôi vẽ rất là rõ nơi tâm của tôi khi tôi về đây. Có tăng đường, đông lan, tây lan, cái gì đó tôi vẽ hết rồi. Và không phải vẽ một lần mà tôi vẽ rất là nhiều lần về cái ngôi chùa này trong đầu của mình, trong nhiều cái lần thiền định của tôi. Vậy mà tôi chờ mấy ổng đem cái chùa tới cho tôi cũng mấy chục năm mà cũng hơi lâu. Nhưng mà cũng phải vẽ, mình phải vẽ cho được. Nhưng mà vẽ phải rất rõ ràng cái hình ảnh của cái mà mình muốn. Nên nhớ như vậy, chúng ta muốn cái gì thì cái đó phải thành hình rất rõ ràng trong tâm tưởng của mình. Và nên vẽ nhiều lần như vậy.
Ví dụ như mình nhất định là mình sẽ ngồi nhập định 3 năm, đúng không? Thì bây giờ mình phải vẽ cái cảnh là mình phải ngồi trong cái tư thế nào đó, mình sẽ hít thở làm sao và cái tâm mình nó sẽ tới đâu và vô định. Và vô định như vậy thì nó sẽ trải qua những cái tầng định gì đó cho tới bao lâu đó, ví dụ vậy. Thì tất cả những cái đều được mình phát cái tín hiệu đó đi sợ trước. Thì cái lực tâm của mình mạnh á, tín hiệu của mình mạnh thì vũ trụ nó sẽ trả lại đó nhanh. Lực tâm mình yếu, tín hiệu mình yếu thì mình sẽ thu hồi lại chậm hơn. Có nhiều người nói, tôi nói thiệt với thầy, tôi sợ cái cảnh nhà tranh vách đất lắm rồi thầy ơi, tôi gắng phấn đấu cả đời tôi không có một cái nhà tường tôi ở. Thì suốt cuộc đời ở nhà tranh. Nói tôi sợ thiếu nợ ngân hàng lắm nhân thầy, nhưng mà không năm nào tôi không thiếu hết trơn á. Thiếu hoài. Tại mình phát tín hiệu là mình sợ thiếu nợ ngân hàng, nhưng mà rõ ràng là sâu ở nơi lòng của mình là mình muốn nợ ngân hàng, chứ không phải là mình sợ. Tại sao mình không phát tín hiệu là tôi đếm tiền hoài không hết thầy ơi? Đúng không? Biết sao mà tiền tôi cứ nghĩ tôi tiền tôi nó vô không biết kiểu gì đó mà tôi đếm hoài ngày này qua ngày kia mà tôi đếm hoài không hết tiền. Cứ phát tín hiệu đó đi. Hoặc là tôi phát tín hiệu là tôi sẽ có một cái nhà thiệt là đẹp, bảo đảm với thầy là thấy nhà tôi là thầy phải mê liền. Ví dụ vậy. Và mình vẽ cho được một cái nhà thiệt là đẹp mà từ trước giờ mình muốn, thì cái nhà nó sẽ có. Cho nên là cái tối kỵ là đầu năm là không có được chúc nhau cái câu xấu, đúng không? Thường thường là như vậy. Nhưng mà mình không có nhờ người ta chúc mình cái câu tốt, mà chính bản thân mình phải làm sao phát được tín hiệu lành. Tại lúc cái mùa xuân là cái mùa mà như hôm trước tôi nói là gì? Là cái khí quyển của quả đất nó trương nở đến cái tầng thứ bảy, đã mở tới cái phần mênh mông rồi. Mà nếu mà tâm mình không mở á, thì qua mùa hè bắt đầu nó co cụm lại, mùa thu co cụm, qua mùa đông nó tàn ẩn. Cho nên ở đầu năm chúng ta nên phát khởi cái gì nó lành mạnh, nó lớn lao, nó là tích cực, lạc quan. Phải có cái đó trong đầu mình trong dịp đầu năm. Không được cái này là cả năm mình vất vả gán chịu. Đúng không? Chúng ta nên nhớ là kể từ bây giờ chứ không phải là đầu năm này. Quý vị thử đi. Mình quyết định là mình kể từ bây giờ ha, kể từ ngày hôm nay nè, tại ngôi chùa này tôi tin chắc tương lai tôi sẽ tốt đẹp, tôi sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời của mình. Mình sẽ là một cái người đầy phước báo, đầy trí tuệ, cuộc sống mình đầy sự yên bình. Phúc báo mình sẽ lớn từng ngày, trí tuệ mình sẽ mở từng ngày. Và đời sống mình sẽ yên bình cho tới đoạn cuối. Và yên bình như thế nào là mình sẽ sắp xếp cái sự yên bình đó trong đời sống này. Trí tuệ tôi mở như thế nào tôi sẽ sắp xếp cái chuyện trí tuệ tôi mở. Phước báo tôi lớn như thế nào tôi phải sắp xếp cái chuyện để cho phước báo cho tôi lớn. Tức là tất cả những cái tư tưởng theo cái chiều tích cực mà mình từng bước để làm cho những cái thành công theo cái định hướng tích cực của mình. Tuyệt đối đừng có mình thấy ông kia ở chuyện đó ông làm được, chắc tôi làm không được quá. Tại ông phước lớn, ông có nhà lầu chứ chắc tôi không có quá. Ở nhà tranh suốt đời đi con. Đi suy nghĩ vậy thì làm sao có nhà lầu. Chúng ta nên nhớ vậy, tức là vũ trụ này công bằng với tất cả mọi thứ và công bằng với tất cả mọi người. Nhưng mà tại vì mình không mở cái tâm mình, nó không có mở ra được, thì lấy gì mình nhận được của lớn. Tại vì mấy người tu lâu á, mấy người làm phước nhiều á, mấy người mới được vậy. Tôi mới vô chùa tôi chưa có tu gì hết, phước tôi đâu có. Là mình tự đóng mình tự khu biệt mình tự làm nhỏ hẹp mình tự làm bế tắc mình. Và điều này không nên nữa. Ví dụ nên nhớ là chúng ta sẽ mở thông mình đi, thì sẽ nhận được. Vũ trụ này không có thiếu cái gì.
và luôn luôn đáp ứng tất cả những nhu cầu cần thiết của tất cả chúng ta, và rất là bình đẳng. Giống y như một cái câu kinh ở trong Lăng Nghiêm là gì? Tứ đại là gì? Là Như Lai tàn tâm trùm khắp pháp giới. Tùy theo nghiệp của chúng sanh mà ứng với cái lượng hay biết. Cái này Phật cũng nói chứ không phải Phật không có nói đâu. Tùy theo nghiệp của mình mà ứng với cái lượng hay biết. Bây giờ mà cái nghiệp mình ứng với cái lượng gì? Ứng với cái lượng là tôi ăn cơm kho quẹt suốt đời. Đúng không? Thì không bao giờ mình có đồ ngon mình ăn hết á. Cái lượng hay biết mình là cơm kho quẹt. Bây giờ cái lượng hay biết của tôi là tôi sẽ ở một ngôi nhà rất là sang. Tiền nghiệp của mình, bây giờ mình phát cái tâm của mình, có nghĩa là nghiệp của mình đã mở theo cái chiều hướng đó. Mình nghĩ là không có cái rút mắt nào trong cuộc đời này mình không có tháo gỡ được hết. Thì gặp chuyện rắc rối mình tháo gỡ một cách rất nhẹ nhàng. Nhưng mà nói thiệt, tôi cũng có khả năng học thì cũng kém, nghề nghiệp không có, mà gặp chuyện rắc rối tôi cũng không biết làm sao. Thì chắc chắn là mình sẽ bế tắc. Thì mình đã đóng cửa mình từ lâu lắm rồi, cho nên là mình sẽ đến ngõ cụt. Nên nhớ điều này. Và xin hứa trước Tam Bảo kể từ giờ này. Thấy chưa? Phải nói lại một lần nữa là hứa trước Tam Bảo kể từ giờ này, tất cả những rút mắt tôi đều được tháo gỡ. Tất cả những bệnh tật tôi đều, không phải nói bệnh tật nữa mà, kể từ giờ này sức khỏe tôi mỗi ngày mỗi khang kiện. Chứ không nói tôi hết bệnh. Dù bệnh gì đang có trong cơ thể không cần để ý tới nó. Bây giờ tôi đang sống đúng nè, tôi đang sống tốt nè. Ngày nào tôi cũng sống đúng, ngày nào tôi cũng sống tốt, ngày nào tôi cũng sống cân bằng. Và ngày nào sức khỏe tôi nó sẽ cũng sẽ tốt lên, cũng tốt lên. Mỗi ngày sức khỏe tôi mỗi tốt lên, và tôi tin chắc rằng tôi sẽ tốt lên. Và phá luôn cái câu mà Thất Thập Cổ Lợi Hy. Hiện nay nói nhiều người hiểu rồi, mấy người mà nghe tôi từng giảng là đã hiểu cái câu Thất Thập Cổ Lợi Hy rồi, đúng không? Cứ nghe và hiểu lầm cái câu đó, nghĩ là sống 70 tuổi là hiếm. Không phải. Sai rồi. Kể từ khi Lão Tử ra đời mới có câu này. Có nghĩa là từ xưa giờ trong nhân loại chỉ có mình cha đó nằm trong thai 70 năm thôi. Không có người nào thứ hai trong nhân loại mình mà ở trong thai 70 năm cả. Thì Lão Tử là người duy nhất trong nhân loại là ở trong thai 70 năm sanh ra bạc tóc. Được gọi là Lão Tử, có nghĩa là sanh ra tóc đã bạc rồi. Và không bao giờ có người thứ hai, cho nên mới dùng cái từ là Thất Thập Cổ Lai Hy. Thất thập nó còn thêm là sinh ra nó mới đúng, mà bây giờ mình phải thêm hai chữ cho người ta hiểu là thất thập sinh ra là cổ, là hồi xưa là không có. Ở trong thai mà 70 năm là không có, 1 năm 2 năm có nhiều. Và chúng tôi có gặp mấy người ở trong thai 2 3 năm có. Nhưng mà tới 10 năm thì không nghe nói nữa. Huống chi là ở 70 năm thì chuyện nó không có. Nhưng mà người ta hiểu lầm là mình sống 70 năm là ghê gớm lắm rồi, cho nên là sống gần tới 70 năm cái nằm đó chờ chết rồi. Gán sống cho tới 70 tuổi là quá lắm rồi. Mới 30 ba mấy tuổi thấy đời mình đã hơn nửa đoạn đường đời rồi. Từ ba mấy tuổi trở lên là tới cái thời suy thoái của cơ thể. Chúng ta sẽ phá cái này. Không phải mình muốn sống dài, nhưng mà tôi muốn sống hoài chơi vậy đó. Muốn sống dài, đừng nói sống 70 tuổi. Tôi thích sống dài chơi vậy đó, chứ không phải là tôi muốn sống dài. Tôi sẽ phá được cái tư tưởng là 70 tuổi tôi là còn trẻ lắm. 70 tuổi còn trẻ. Như vậy là tới 70 tuổi mình sẽ khôi phục mình trẻ lại. Chứ không phải 70 tuổi là khó trong cuộc đời này. Chúng ta phá được cái này thì chúng ta sẽ phá được nhiều cái. Là trong cuộc sống, cái quan trọng là cái tâm của mình. Tâm của mình nó quyết định 80% cho đời sống của chúng ta, khổ hoặc là vui, bệnh tật hay là mạnh khỏe. Nên nhớ điều này. Cho nên nếu chúng ta đang bệnh
mà tâm chúng ta yên á, thì chúng ta liền hết bệnh. Nhưng mà chúng ta bệnh tâm chúng ta loạn á, thì chúng ta sẽ bệnh nặng hơn. Thì trong nội kinh Hoàng Đế nó có một câu là điềm đạm rỗng ren, bệnh nào phát khởi, cơ màu giấy động, quả phúc liền sinh. Chúng ta phải học thuộc câu này. Điềm đạm có nghĩa là mọi người rất là tỉnh, rất là bình tĩnh, cho nên tất cả những công việc của họ, chúng ta thấy họ không có bộp rộp, không có lôn nóng, không có lo lắng, không có sợ hãi, đúng không? Mọi chuyện làm đều rất là bình, mọi quan nghi tự chỉ của họ rất là bình, không có xáo động. Và cái quan trọng là gì? Rỗng ràng, tâm hoàn toàn không dính chấp với bất kỳ một chuyện gì trong cuộc sống này, thì đó được gọi là điềm đạm rỗng ràng. Tức là một người mà tâm rỗng rồi thì mọi hành động cử chỉ của họ rất là điềm tĩnh, rất là chậm, rất là vừa, không có bộp chộp, không lo lắng, không sợ hãi, không có vội vã, không có gấp rút. Những cái đó không có, không có xáo động, thì không có bệnh nào phát khởi, dù là chúng ta đang bị bệnh. Và tâm mà không dính chấp thì rất khó có cái chuyện bệnh tật. Chúng ta chỉ cần thả lỏng một cái, mọi chuyện nó trôi qua. Sở dĩ chúng ta bị bệnh có nghĩa là chúng ta bị vướng chấp một cái điều gì đó nơi tâm của mình. Như vậy là thả lỏng để tâm rỗng ràng trong cuộc sống, hết sức là điềm tĩnh, hết sức là bình yên, gần như lúc nào cũng an thì không có bệnh nào phát ra. Nhưng mà cơ màu giấy động, hay nói khác hơn là tâm mình động đi, thì họa phúc liền sinh. Động theo chiều hướng tốt thì phúc sinh, động theo chiều hướng xấu thì họa sinh. Cho nên nếu mình hướng thượng, mình nghĩ tới cái chuyện tích cực, chuyện hưng phấn, chuyện lạc quan, cái chuyện yêu đời, thì cuộc đời nó sẽ trả với chúng ta một cái tình cảm rất là đẹp. Nhưng chúng ta chán đời, chán đời thì mình nhận những cái hậu quả chán chường của cuộc đời. Chứ chúng ta chán đời mà nói bữa nào tôi cũng có tiền hết là không được rồi, không? Chán đời bữa nào tôi cũng có cơm ăn ngon, áo mặc đẹp, tôi đố ông nào mà chán đời thời gian mà có được cái đó tôi cúng luôn cái chùa. Không bao giờ cái ông nào chán đời nhận được cái đó hết, trừ trường hợp là chúng ta sống hết sức lạc quan yêu đời. Đối với cuộc sống này chúng ta tràn ngập cái tình cảm yêu thương nó, dù xảy ra bất kể cái chuyện gì, thì vậy là chúng ta sẽ nhận được tình yêu thương từ cuộc sống đến với mình. Còn mình chán nó, mình ghét nó, mình không ưa nó. Ví dụ sống môi trường tập thể, chỗ này xấu quá, chỗ này không có người nào tu tốt hết, tôi kiếm cái chùa khác tôi tu, chứ ở đây tu với mấy cái người phàm phu tục tử này phiền phức lắm, trời giữ chân mình cũng không được ở trong cái chùa này nữa, trước sau cũng đi à. Tại mình chán nó rồi thì tự động chúng ta sẽ nhận tất cả những tín hiệu hơn thua lại đến với mình liền. Do đó là khi mà cơ màu giấy động thì chúng ta phải động chiều nào? Động chiều tốt để cho phúc nó sanh, chứ không có động chiều quả. Hiểu chưa? Thì như vậy là giữ được cái tâm yên bình nè, hay chưa? Giữ được đời sống chừng mực nè. Rồi gì nữa? Nếu hướng tâm thì hướng tâm tới điều lành, điều tốt, thì cuộc sống chúng ta sẽ tốt thôi. Nhưng mà vì cái tâm lý là cuộc sống chúng ta đã trải qua những cái tháng ngày vất vả gian truân rồi, mình cũng đã từng phấn đấu để vượt qua khó khăn rồi, nhưng mà mình vẫn bị sao? Vẫn bị khó. Và nhiều lần chúng ta gặp khó trong đời sống này rồi, cho nên bây giờ lớn lên với cái kinh nghiệm đã nếm trải nhiều cái khó khăn quá, khiến cho mình thấy cuộc sống là khổ, sinh là khổ, giống lời Phật dạy quá, đúng không? Nhưng mà không, giống như bây giờ đến cuộc đời này là để trả nghiệp, nhưng mà tôi cũng không đồng ý lý luận này.
Bởi vì tôi đến đây để đền ơn trả nghĩa chứ không có trả nghiệp. Đền ơn và trả ơn để đến cuộc đời này. Vì mình hưởng quá nhiều những cái từ vũ trụ mênh mông ban phát cho mình, gần như không có thiếu món nào. Chúng ta muốn hít thở liền có không khí, muốn ánh nắng thì có hơi ấm của nắng mặt trời, muốn nước thì có nước, đâu có thiếu gì đâu. Rồi ban cho không mình nữa, không thiếu miếng nào. Do vậy chúng ta phải tỉnh lại một chút để chúng ta thể hiện, chúng ta hiểu được là vũ trụ này lúc nào cũng bao bọc, lúc nào cũng chở che, lúc nào cũng yêu thương, lúc nào cũng ban phát, lúc nào cũng dìu dẫn, lúc nào cũng nuôi nấng, lúc nào cũng cho không chúng ta hết đó. Chúng ta phải nghĩ sâu tới cái điều này. Và rõ ràng chúng ta là cái người đang nhận tất cả mọi cái từ vũ trụ này, đúng không? Mặc dù là miếng cơm hẩm nhưng mà cũng của vũ trụ này ban cho. Và nếu chúng ta nhận biết được điều này với đầy cái lòng tri ân và cái sự yêu thương của cuộc sống này, thì chân trời mới sẽ mở cửa cho chúng ta. Còn mình thấy mình gặp khó, mình làm ăn thất bại, gặp người ta cứ gạt mình, rồi cái người này thấy cái mặt này hơi vô nghi rồi nha. Bà này không được chơi với bản hồi thế nào cũng quá cũng gạt mình. Bà thì không có muốn gạt mình, nhưng mình xúi bà gạt mình. Tại vì mình nghi ngờ bà xấu. Chơi mà nghi ngờ người ta xấu, người ta gạt cho mày bỏ cái tật nghi. Đúng không? Chứ nếu mình tin tưởng đó là một người bạn tốt, để mình có thể sống tốt với nhau, mình có thể giúp đỡ nhau, thì người ta sẽ đem chuyện tốt tới cho mình. Nhưng có bao giờ chúng ta chơi với mọi người mà chúng ta không có nghi không? Có không? Bạn thân đôi lúc chúng ta cũng còn nghi nữa, chứ đừng nói người bình thường. Thì như vậy là cuộc đời chúng ta sẽ gặp người ta gạt riết luôn. Tại mình kêu người ta gạt mình, nhưng mình quên đó. Do đó là cái cơ màu chúng ta giấy động, nên giấy động theo cái chiều hướng là phúc chứ đừng có chiêu họa. Thì ở đâu cũng nói điều này, chúng ta thấy rõ không? Từ trong kinh Phật cũng nói điều này, trong nội kinh Hoằng Đế nó cũng nói điều này. Thật ra chúng ta phải hiểu được cái này, để tâm của mình 80% làm chủ cái đời sống khổ vui. Bây giờ chuyển toàn lực vào cái hướng tích cực và tốt đẹp, thì cuộc đời chúng ta lấy gì mà không thay đổi. Có 20% của vật chất nó có thể đi ngược theo ý của mình, nhưng mà thật sự vật chất nó sẽ bị cuốn theo nếu cái lực tâm chúng ta quá lớn. Vật chất không bao giờ đi ngược theo cái chiều tâm của mình. Do đó tùy tâm của chúng ta. Ví dụ như bây giờ quý vị đi về một cái vùng quê đi, chúng ta thấy cái vùng đó nó nghèo quá, cầu thì không có đi, nít đi té lên té xuống, bà con làm ăn thất bại vân vân, thì mình thấy thương tự động trong lòng mình nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ giúp cái vùng này nó thay đổi cuộc sống. Hồi thấy thương thì phát tâm vậy, về tới nhà nằm suy nghĩ, nó tự nhiên phát tâm lớn, mình có làm được cái gì đâu trời. Phát tâm là mở cửa phước rồi, nhưng mà về nhà suy nghĩ về cái đóng cửa là nó thôi, tôi làm ăn có nhiều tôi đóng góp nhiều, chứ tôi cũng không xin rút cái xin rút cái suy nghĩ tốt của mình lại. Có nghĩa là mình tự đóng cửa mọi thứ của mình. Nhưng mình thấy một cái vùng đó nó không có chùa, nó không có chợ, nó không có nhà thờ, nó không có cái chỗ gì tốt hết. Mình tới đó mình nghĩ là mình sẽ lập một cái chùa để cho bà con có chùa tu, nghĩ lớn lao như vậy. Như vậy nhà nó tự sao tự nhiên tôi tới đó tôi phát tâm kỳ vậy trời. Trong khi mình làm ngày có đủ ăn à, phát tâm kiểu đó rồi sao mình làm gì được. Đóng cửa. Chứ nếu mà thực sự một người nông dân bình thường, họ muốn thay đổi cái làng của họ, họ cũng có thể thay đổi được. Đây là cái tâm lực của chúng ta. Cho nên nếu như chúng ta muốn thay đổi cuộc sống của mình mà thay đổi không được là lý do tại sao? Lý do tại sao trả lời? Phước mình kém đúng không? Ai nói phước mình kém đưa tay lên coi thử coi.
nói chuyện ngon lành chứ mới gật đầu không dám đưa tay, mới thấy cô này gật đầu kìa, hỏi Phước kém gật đầu lần kìa. Không có Phước ai thua ai hết đó. Chỉ cái là tâm lực mình không đủ mạnh để mình cuốn trôi những cái theo ý mình thôi, chứ không có Phước ai thua ai trong cuộc đời này hết đó. Theo đạo Phật là nói người này phước lớn cho nên người này mới làm được nhiều việc. Không phải. Người này phát tâm lớn cho nên họ làm được việc lớn. Và họ nuôi nấng cái tâm từ lúc mà họ phát khởi. Họ ấp ủ cái tâm này cho tới tận cùng. Nhưng mình không chịu ấp ủ cái tâm lành đó, cho nên mình không làm được. Nó làm thấy khó khó chán bỏ chạy mất rồi. Thì làm sao mà làm được việc lớn? Cho nên khi mà mình phát khởi được cái thiện tâm á, là mình làm đến cùng, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công được việc lớn. Chứ không phải là cái bà đó phước lớn hơn tôi cho nên mới làm được. Không có ai phước lớn hơn ai, do tâm của bà mở lớn hay là tâm mình mở lớn. Và mình quyết định theo đuổi cái tâm phát khởi của mình hay là mình dừng lại nữa được. Hai cái này nó khác nhau. Người ta phát tâm lớn là người ta mở cái cửa phước báo của người ta. Khi mà chúng ta phát tâm có nghĩa là chúng ta mở cửa phước báo của mình, hiểu không? Cho nên mình nuôi nấng, mình ấp ủ và mình thực hiện cái tâm nguyện của mình, vì vậy mà mình thành công lớn. Chứ không có nửa đường đóng cửa. Nhưng mà mình nghĩ là đi, mình nửa đường đóng cửa nhiều lắm. Khó khó hoặc là cái gì đó là chúng ta sẽ dừng lại. Không đủ tự tin kể từ lúc chúng ta đã phát thiện tâm. Nhưng nếu bây giờ mình phát tâm mà mình đủ tự tin và mình chắc chắn là mình sẽ thực hiện thành công cái tâm nguyện của mình trong đời này. Giá nào tôi cũng thực hiện, bỏ mạng tôi cũng làm. Nhưng mà không có chuyện bỏ mạng. Nghĩ tới cái chuyện bỏ mạng mình cũng sẽ bị tắt. Thấy chưa? Khi phát tâm rồi tin chắc chuyện này sẽ thành công với cái khả năng vốn có của mình, mặc dù là khả năng mình bây giờ nó chưa có được khơi dậy một cách đúng mức, nhưng mà tôi có khả năng, tôi nghĩ được là tôi sẽ làm được. Tại vì cái năng lực tiềm ẩn sâu xa của mình nó phát khởi cái tâm đó chứ không phải tự dưng. Có nghĩa là tiềm lực tàn ẩn ở sâu trong nội tâm mình khiến cho mình phát khởi tâm lớn. Nhưng mà vì cái nhút nhát nhiều đời nhiều kiếp mình dừng lại cái nhút nhát của mình. Nếu mình không có nội lực đó là mình không phát khởi cái tâm lớn ra được. Nơi mình không có cái vốn đó là mình không nghĩ tới cái chuyện đó nổi. Mà đã nghĩ tới chuyện đó có nghĩa là mình đủ vốn đó rồi, mình mới dám nghĩ. Nhưng có điều là cái vốn đó nằm ở đâu mình chưa thấy. Nên nhớ là khi chúng ta nghĩ một cái chuyện lớn lao là chúng ta đã có cái vốn liếng đó. Phải tin điều này. Tin chắc là mỗi lần tôi nghĩ cái chuyện đó là tôi có sẵn cái đó rồi. Nhưng có điều là bây giờ tôi chưa có đem cái đó ra được hết thôi. Thì nhất định tôi sẽ đem tất cả cái lực của tôi để thực hiện được cái tâm đó, là quý vị sẽ thành công. Không có cái việc gì trong đời chúng ta làm không được. Ví dụ như bây giờ mình là cái người mà làm ngày đủ cơm ăn à. Thấy ông kia chạy xe hơi đẹp quá, thích quá. Mày ngon nghĩ trong đầu mình cái mày chạy xe được, không lẽ tao chạy không được không mày? Đúng không? Tức là ông chạy xe hơi đẹp được là dứt khoát tôi cũng sẽ chạy xe hơi đẹp được. Là tôi chạy xe hơi còn đẹp hơn của ông nữa. Đó là gì? Người có tiềm năng, người có tiềm lực mới dám nghĩ tới cái chuyện này, đúng không? Và chúng ta tin chắc rằng chúng ta sẽ làm được điều đó, là không có chuyện gì trong cuộc đời chúng ta làm không được. Cho nên hôm nay nhân cái dịp đầu năm, chúng tôi muốn quý vị phải gần như thay đổi lại cái nhìn của mình, để chúng ta có một cái định hướng tương lai một cách thực thụ. Mặc dù bây giờ mình cũng chẳng làm được cái gì, nhưng mà muốn giá trời lấp biển chúng ta cũng làm được nếu chúng ta muốn. Còn do kinh nghiệm thất bại, do kinh nghiệm khó khăn của cuộc sống, đã trải qua hơn mấy mươi năm đoạn đường đời của mình rồi,
mình làm đâu bị thất bại đó, bị bế tắc, bị đóng bít, bị thua lỗ, bị vất vả gian tuân cả đời, bây giờ không dám nghĩ chuyện lớn nữa. Thôi làm ngày nào ăn ngày đó, tối ngủ cho thẳng cẳng cho nó yên. Có nghĩa là mình tự đóng bít mình, trong khi năng lực của mình chưa xài được một phần tỷ. Chưa ai xài được một phần tỷ năng lực của mình vốn có trong cuộc đời này cả. Có nghĩa là năng lực chúng ta ghê gớm lắm, đủ sức để có thể đưa tay che mặt trời. Giống như cái kiểu mà tiên sinh nói là gì, các bạn đứng trước cái núi, nếu niềm tin các bạn đủ, nhìn thẳng cái núi và kêu mày xích qua một bên cho tao đi là núi phải dời. Đó là người đủ lòng tin. Nhưng mình không có đủ lòng tin này cho nên là mình không có dời được núi. Vì vậy mà chúng ta phải làm, phải xây dựng lại cái nền tảng tâm lực. Tại tâm lực nó chiếm tới 80%. Lấy cái tâm của mình thay đổi toàn bộ cuộc sống còn lại của mình kể từ bây giờ. Từ bệnh tật, cái gì đó khó khăn, bế tắc, cái gì đó không có cần biết. Nhưng mà mình thấy tất cả những khó khăn giờ là qua hết rồi, xong hết rồi. Những thử thách, trải nghiệm hết rồi. Bây giờ hết thử thách rồi. Không có nói chuyện thử thách trên bước đường sắp tới của tôi nữa. Tôi đã bị thử thách nhiều quá rồi và chấm dứt kể từ đây. Những cái thử thách cũ chấm hết. Bây giờ tôi đang bước trên con đường vinh quang mà tôi đã từng mơ ước. Và tôi bắt đầu thực hiện cái sự vinh quang trong cuộc sống còn lại của chính mình. Chúng ta phải ngon lành như vậy để cho ta bước giữa dòng sống này. Chứ đừng có rụt rè, nhút nhát, thối lui là suốt đời này mình chẳng làm được cái gì đâu. Và nhất định trong đời này, cuộc sống vật chất, từng bước kể từ bây giờ là từng bước tốt đẹp. Sức khỏe từng bước khang kiện. Phước báo từng ngày lớn lên, trí tuệ từng ngày mở toan để mình thấu hiểu chân lý, mình được ngộ đạo ngay trong kiếp này. Để có thể làm lợi lạc quần sanh đền ơn chư Phật. Và nhất định điều này sẽ thành công, không có lý do gì mà không được. Không có lý do khác. Thấy chưa? Mình đã cực khổ đóng góp với cái xã hội, với cái vũ trụ mênh mông này. Mình đã lao nhọc quá nhiều, mình cũng đã nếm trải quá nhiều thứ rồi. Những cái trải nghiệm khó khăn đã trải nghiệm rồi. Bây giờ chấm hết mấy cái đó đi, bước sang giai đoạn mới là cái con đường thành công phía trước của mình. Dù mình ở lứa tuổi nào, dù mình đang ở địa vị nào của xã hội, kể từ bây giờ chuyện thành công trước mắt để mình sẽ nếm trải, chứ không có chuyện khác nữa. Dứt khoát như vậy, dứt khoát tư tưởng như vậy, đúng không? Tất cả chúng ta đòi đều dứt khoát tư tưởng như vậy đi. Thì quý vị thấy cuộc đời mình thay đổi liền. Chứ có nhiều bạn nói, thầy biết không, tôi cũng mơ ước được ở cái nhà. Nó đừng có mưa, đừng có nắng thôi, có cái chỗ thờ Phật để mỗi tối tôi mỗi lại. Vậy mà thực hiện hoài không được thầy ơi. Tôi nói có thực hiện đâu được. Mới giờ mở cửa ra là tôi được cái nhà như vậy, cái suy nghĩ khác là tôi làm hoài không được. Mình mới mở ra mình đóng lại mất rồi. Lại vậy đâu được. Mới tính nhưng mà sợ mình không có khả năng. Tất cả những cái tư tưởng này phải tắt mất nơi đầu của mình liền đi. Bây giờ được quyền vẽ một cái chân trời, gọi là cái gì đó, chúng ta được quyền dệt mộng cho tương lai. Dùng cái từ cho nó hoa mỹ là kể từ bây giờ chúng ta được quyền dệt mộng. Và giấc mộng đẹp ngon hơn giấc mộng đẹp tới thiên đàng mà phải tới niết bàn luôn. Giấc mộng đẹp chúng ta phải tới chỗ đó. Đó thì đầu năm chúng tôi mong là tất cả chúng ta phải dứt khoát những tư tưởng không có lành mạnh cho chính bản thân mình. Những cái tư tưởng gây rút mắt khó khăn ở mình phải tự dứt khoát cho được. Để kể từ bây giờ, một chân trời mới đang mở phía trước của chúng ta. Ánh dương hồng đang mở trước mặt của mình. Chiếc thảm đỏ đang trải dưới chân của mình.
bao nhiêu chuyện thuận lợi chúng ta sẽ bắt đầu giang tay mà gặt hái, chứ không có cái chuyện dè dặt nữa, không có cái chuyện dè dặt nữa. Phải mạnh dạn để gặt hái tất cả những sự thành công trước mắt của chúng ta, và mong là tất cả chúng ta đều giữ vững được cái suy nghĩ này. Đó, và bắt đầu phát tín hiệu này ra. Thì bao nhiêu cái người ngồi đây trong vòng một vài năm nữa sẽ thành tỷ phú.